Hello, xin chào anh em. Clip hôm nay mình làm theo yêu cầu của một bạn. Bạn nhờ mình tạo cái DE, cái tên miền của thằng KB á, nhưng mà bạn tạo chắc là mình nghĩ bạn tạo mà khi bạn thử nó sai thôi, chứ còn tạo thì cũng đơn giản. Thì tiện đây mình làm luôn để cho anh em nào chưa biết á, thì có thể làm theo. Thì tạo tên miền cho đầu YKB thì đầu tiên mình phải gắn đầu YKB lên. Ở đây mình mới bóc một cái đầu ghi khác luôn, đầu ghi mới luôn nè. Đầu tiên thì các bạn hãy gắn dây mạng vô nha, phải gắn dây mạng vô. Đó, gắn dây mạng vô nha, phải có mạng nha. Rồi, anh em vào menu. Anh em lưu ý chỗ này nè. Cái chỗ mạng của mình á, thì nó sẽ có là TCP IP nè. Đó, anh em lưu ý chỗ này nha. Đó, hình nó gần gần, không biết anh em dễ xem không nữa. Cái chỗ mà TCP IP này á, cái mục mà DHCP này nè, ở mấy cái clip trước khi mà mình hướng dẫn anh em khởi tạo á, thì mình nên bật DHCP. Tại vì sao? Tại vì DHCP nghĩa là nó sẽ tự nhận cái địa chỉ IP này theo theo cái thằng modem mà nó cấp phát IP á. Còn nhưng mà ở đây chúng ta làm là ở đây chúng ta là tạo tên miền, thì buộc cái địa chỉ này, địa chỉ IP cung cấp cho cái đầu ghi này, thì chúng ta phải để mặc định. Nên là ở đây chúng ta sẽ tắt cái DHCP đi và gắn cho nó một cái địa chỉ mặc định. Cái địa chỉ này nè, đó là nó phải theo cái gateway này. Để ý nha, gateway này nó khác cái này, khác cái IP thôi này. Thì cái gateway này á phải là cái cục modem của mình nha. Modem của mình sẽ là địa chỉ này nè. Có nhiều modem nó để cái này là gì như 192.168.0.1 hoặc là 192.168.1.100 đi, thì lúc đó là mình phải để này giống như vậy nha. Còn cái DNS này thì sao không được. Rồi, anh em để này xong thì nhớ lưu lại. Rồi, kiểm tra thử có mạng hay chưa thì chúng ta vào B2B đó, trực tiếp này. Trực tiếp nghĩa là đã thông server này nha. Thì bây giờ cái này á, là nó có cái cloud thì chúng ta có thể xem qua được bằng điện thoại, bằng cái địa chỉ số series của nó. Nhưng mà bạn bây giờ mình sẽ làm clip này là về cái domain. Thì domain thì anh em sẽ vào phần là DDNS này. DDNS nha. Trên này mình bật DDNS lên. Cái loại DDNS này hồi xưa thì mấy cái hãng nó chưa có thì chúng ta hay xài là thằng DIN lại thằng NoIP. Còn bữa nay thì thằng KB nó cũng có, Dahua cũng có, Hiếu cũng có, mỗi hãng nó đều ra để cạnh tranh và tất nhiên là miễn phí. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn trên đầu KB thì sàn KB chứ sàn nào giờ. Cái đuôi của nó sẽ là kbvision.tv. Bây giờ mình sẽ vào, mình điền cái tên như đây. Bước này thì đơn giản, đây giống như là ttk kênh của mình cctv. Anh em lưu lại nhắc áp dụng dưới này nha. Rồi, cái nút rồi, nếu như mà bị trùng thì ta thêm số rồi nha. Nếu như trùng thì chúng ta phải thêm số vào. Rồi ok, áp dụng rồi. Bây giờ là chúng ta đã tạo tên miền thành công. Nhớ nha, cái này nếu như nó báo không thành công thì chúng ta đổi lại cái tên khác tại vì nó bị trùng. Anh em để ý thêm cho mình một cái phần nữa là bấm vào cái liên kết này đó. Hay là tiếng Anh là bọt á, thì anh em hãy để ý các cái bọt của nó nè. Mình hay xài là mình xài cái bọt TCP, thì đây sẽ là 8888. Cái bọc này chúng ta sẽ làm cái gì? Rồi, nhớ nha, bây giờ chúng ta sẽ vào máy tính hoặc là điện thoại của mình. Mình truy cập vào cái quay của nó, mình quay luôn như này luôn, không quay màn hình nha. Anh em vào cái địa chỉ cái quay nãy là 192.168.1.1. Ok, ở đây mình đang xài của thằng Viettel. Mình đợi tí đi mở mật khẩu ra. Modem của Viettel á, thì cái mật khẩu sẽ là cái mật khẩu sẽ ghi in ở dưới cái modem của nó. Còn FPT thì không biết sao, mình chưa xài FPT thì mình không có. VNPT thì anh em gọi lên tổng đài, nói chung là gọi lên nhà mạng để họ cung cấp cái này, mình cung cấp mình làm cái gì thì họ cho thôi. Rồi ok. Rồi, bây giờ thì mình đã vào được cái quản lý modem.
mình vào Advanced Setup. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới cái vấn đề là Internet. Rồi có thể nhiều modem, mỗi modem sẽ khác nhau. Anh em từ để anh em vô cái đài kia này, bing.eu. Các cái bước này á, mình có thể làm trên điện thoại cũng được nha. Anh em vào bọt check. Cái đây là cái dãy IP, IP ra ngoài của mình á. Còn cái IP 192.168.1.1 là IP trong mạng. Đây cái bọt hồi nãy mình coi bên kia là 8888. Nhập cái code này, nhập cái captcha này vào. Rồi go. Khi nào mà nó báo cái bọt này được mở là thành công. Rồi đây. Ở mỗi modem thì chúng ta sẽ có một, sẽ ở một vị trí khác nhau. Nhưng mà anh em tìm tới cái nào mà bọt warding gì đó này, security này, cái modem Viettel này là đây, security ở trên này nè. Đó, bọt forward này. Đây nha. Đó. Và đây on sẵn này, chúng ta điền tên, như đánh tên camera, bọt là TCP, cái WAN kết nối là auto, hoặc cái này là người ta khai tên HSI này. Cái WAN hot IP này khỏi điền để cho anh tự cập nhật cũng được. LAN IP là đánh cái LAN mà mình đã cố định của cái đầu ghi vào đây. Còn hai cái này là bọt ra ngoài và bọt ở trong thì mình điền giống nhau hết, thì nó là nãy mình chỉ các bạn xem á, thì là 468. Nếu như các bạn bị trùng thì các bạn đổi số khác, và cái số này nó phải giống với lại cái số ở trên đầu ghi của mình nha. Đó, rồi chúng ta apply thôi. Khi này thì nó đã lưu này. Lưu rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục về cái thằng pin.eu. Đây, chúng ta cũng như nãy chúng ta chết lại thôi. F A G S. Đó. Nó bị cắt lóc. Nó bị UK. Vậy. Rồi, chỉ cần đây open xong. Như vậy là chúng ta đã nát bọt thành công và tên miền đã tạo trên đầu ghi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc add vô thôi. Để mà test cái bước này á, thì khi mà anh em test á, thì chắc chắn nó sẽ không, khi mà mình ở chung mạng á, nó sẽ không được. Anh em hiện tại mình đang xài wifi chung với lại cái mạng của mình này, đúng không? Bây giờ mình sẽ vào cái thằng KB, mình add nó vào thử. Hay mình thêm dây. Đó, mình chọn cái mục là IP domain. Chỗ này mình để là test đi. Test. Cái này là cái tên tên diễm đường, còn cái địa chỉ này nãy mình đánh là ttekcctv .kbvhon.vn. Bọt là 8888. Mật khẩu thì mật khẩu có đầu ghi nha. Anh em trên đó tạo tên miền gì, mật khẩu gì thì điền vào đây thôi. Còn cái bọt là như vậy. Cái này là xem nét hay là xem mờ ưu tiên. Xem nét đây, men. Bắt đầu. Gì vậy? Tồn tại rồi hả? Đâu? Ở đâu vậy? Giờ clip này có làm rồi hả? Đợi tí nha. À, nó báo là cái tên này mình đã tạo rồi. Tên test này mình tạo nhiều quá. Lại. Test nat bot. TTEK. Cái này anh em đặt tên nào thì điền vào đó thôi. Tài khoản là tài khoản trên đầu ghi nha. Chế độ xem ưu tiên. Ở đây là mình đang ở chung mạng nè, đó mình đang xài wifi chung luôn. Thì nhiều khi nó sẽ không được, anh em hãy tắt cái wifi đi, xài 4G hoặc là xài wifi một khác. Chúng ta bắt đầu lại rồi. Fail. 4 số 8. Ủa pin tới rồi mà ta. TTEK CCTV, để mình lại xem một phát nữa. Ý mình nhầm anh em ơi. Cái chỗ này nè, không phải .vn mà là .tv. Anh em để ý cho đây nha, này, chỗ này nè, cái đuôi của nó nè.
chấm tivi nha. Rồi xong bắt đầu xem thôi, đó nó xem rồi đó, không có ổ cứng nè, tại vì mình đang đâu thử đó. Hiện tại thì mình cũng chưa gắn camera này nên nó cũng chưa có. Rồi clip của mình kết thúc tại đây, anh em muốn mình làm clip hướng dẫn về cái gì thì comment bên dưới, đăng ký ủng hộ mình nha. Chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.